Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày. Và hôm nay có những thông tin gì nổi cộm? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Jennie đưa cao kiến quan trọng tạo nên outfit huyền thoại trong How You Like That. Stylist cảm ơn rối rít đầy tự hào. Đại sứ toàn cầu Lisa được Bulgari gửi hẳn xe tải mừng quay MV solo. Rose Blackpink đẹp xuất sắc trên bìa tạp chí Kim Cửu. Stop Big Hit tiết lộ chuyện hậu trường của BTS và Permission to Dance, ý nghĩa ban đầu của bài hát đã được thay đổi hoàn toàn. Tủi thân thay cho nhóm nữ nhà Cook phải lên show sống còn để xác nhận nhóm đã tan rã sau 6 năm trong nước mắt. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jennie đưa cao kiến quan trọng tạo nên outfit huyền thoại trong MV How You Like That. Stylist cảm ơn rối rít đầy tự hào. Bên cạnh âm nhạc tuyệt vời, hình ảnh rực rỡ và vũ đạo mãn nhãn, outfit cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho MV của những idol K-pop. Trong video được đăng tải trên kênh YouTube Ayo, hai stylist K-pop nổi tiếng đã có buổi trò chuyện và tiết lộ một số bí mật trong trang phục về một số nhóm nhạc mà họ từng hợp tác, bao gồm BTS, TXT và Blackpink. Đặc biệt, stylist nổi tiếng Kim Taeyong, được biết đến với tên là Banco, đã tiết lộ rằng cô là người tạo ra những bộ handbook đầy ấn tượng của Blackpink trong MV How You Like That được phát hành vào năm ngoái. Ngay từ khi MV được ra mắt, người hâm mộ trên toàn thế giới đã va phải sự chú ý và dành nhiều lời khen ngợi cho sự mới mẻ và bắt mắt của những bộ handbook cách tân này. Trong video, Banco chia sẻ rằng bản thân cũng cảm thấy rất tự hào khi thiết kế của mình được Blackpink diện trong MV và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó thì Banco cũng tiết lộ thêm rằng Jennie là thành viên Blackpink đưa ra cao kiến về thiết kế handbook này. Banco nói, Jennie đã đưa ra rất nhiều ý tưởng khi thiết kế bộ handbook này. Cô ấy cho tôi xem một bức ảnh. Và đó là một bức ảnh người mẫu mặc trang phục phương Tây có pha trộn phong cách Hàn Quốc và tôi bị lôi cuốn bởi thiết kế này. Banco cũng tiết lộ rằng quá trình suy nghĩ và thiết kế trang phục huyền thoại này thực sự rất kỳ công và cô cũng rất kiên trì để đảm bảo rằng tất cả thiết kế này đều phù hợp với từng thành viên và ý tưởng của MV. Đúng như mong đợi, Banco vô cùng tự hào về thành quả mà mình đã cống hiến thực hiện, cũng như tự hào về tầm ảnh hưởng của trang phục handbook cách tân mà Blackpink đã lan tỏa. Cô chia sẻ, tôi đã làm được, tôi thấy mình làm tốt nhiệm vụ này. Và không thể phủ nhận rằng những bộ cảnh ấn tượng đã mang tới một làn gió mới cho handbook cách tân Hàn Quốc. Đại sứ toàn cầu Lisa được Bulgari gửi hẳn xe tải mừng quay MV solo. Ngày Lisa debut solo chắc chắn đang tới rất gần rồi. Liên tục là những hình ảnh hé lộ bằng chứng cô nàng đã quay MV solo của mình. Mới đây nhất là một hình ảnh xe tải cà phê ủng hộ màn debut solo của Lisa tiếp tục được đăng tải. Bulgari, thương hiệu nổi tiếng với những sản phẩm cao cấp sang trọng của Ý, đang được chính Lisa làm đại sứ toàn cầu, đã gửi xe tải cà phê ủng hộ hết mình cho hoạt động quay MV của nữ idol người Thái. Chiếc xe tím lịm tìm sim rất sang trọng và nên thơ, cà phê và bánh chắc chắn cũng rất ngon, chiếc xe màu tím đầy ắp tình yêu thương mà thương hiệu dành cho nàng đại sứ toàn cầu của mình. Bên trong xe được trang trí rất nhiều hình ảnh xịn sò của Lisa, bánh và nước đi kèm cùng những sticker cực kỳ đáng yêu. Bên cạnh đó thì Bulgari cũng không quên nhắn nhủ chân thành. Bulgari ủng hộ hết mình cho album solo của Lisa, xin hãy chăm sóc cho Lisa của chúng tôi. Rose đẹp xuất sắc trên bìa tạp chí Kim Cửu. Chiều ngày 13 tháng 8, người hâm mộ hết sức phấn khích khi hình ảnh Rose được Elle Courier đăng tải, hứa hẹn sự xuất hiện của nữ idol trên bìa tạp chí số tháng 9. Chia sẻ trên Elle, thành viên Blackpink tỏ ra phần nào hiểu rõ bản thân mình hơn, cũng như đang ngày càng khám phá tiềm năng của bản thân. Lần tái xuất sau dịp kỷ niệm 5 năm này được xem là một cột mốc đáng nhớ cho những nỗ lực trải nghiệm và khẳng định thực lực mà nữ idol làm được kể từ khi ra mắt. Phải nói rằng nhan sắc của Rose ngày càng thăng hạng vượt bậc và được netizen đánh giá rất cao. Các outfit cũng giúp cô nàng tôn lên khí chất và thần thái cuốn hút sang chảnh quyền lực. Số báo Kim Cửu được xem là một số báo lớn nhất trong năm của các tạp chí. Chi phí thu được sẽ chiếm phần lớn tổng doanh thu của cả năm và của tòa soạn đó. Sự xuất hiện của bông hồng nước Úc trên tạp chí số tháng 9 lần này sẽ mang đến nguồn thu lớn cho tạp chí. Rose đang ngày càng chứng minh thực lực của bản thân mình không chỉ ở mảng âm nhạc mà còn gồm ở lĩnh vực thời trang.
Việc nhà mốt YSL cũng như các tờ tạp chí lớn ưu ái cho nữ thần tượng cũng là điều dễ hiểu. Stop Big Hit tiết lộ chuyện hậu trường của BTS và Permission to Dance, ý nghĩa bài hát gốc được thay đổi hoàn toàn. Mới đây, Weverse Magazine đã có bài phỏng vấn với Nicole Kim, trưởng nhóm A&R của Big Hit Music. Trong những chia sẻ của mình, anh đã có những tiết lộ thú vị xoay quanh việc vì sao BTS lựa chọn ca khúc Permission to Dance. Nhóm nhạc 7 thành viên đã lựa chọn ca khúc này bởi vì nó phù hợp với những suy nghĩ và mục đích của họ trong thời điểm hiện tại. Họ muốn có một bài hát có thể mang đến cho mọi người bầu không khí tốt đẹp, nguồn năng lượng tích cực và thắp lên niềm hy vọng trong tình hình dịch bệnh. Mặc dù Permission to Dance có giai điệu và những điều phù hợp như mong muốn của Big Hit và BTS, tuy nhiên nó vẫn cần phải sửa đổi nhiều điều trước khi được chính thức phát hành. Một trong những thay đổi lớn nhất của ca khúc này chính là về mặt lyric và thông điệp của bài hát. Nicole Kim chia sẻ về sự thay đổi này của Permission to Dance như sau. Khi BTS nhận được bản đầu tiên của bài hát, họ đã rất thích nó, nhưng lyric gốc thì giống như một lời cầu hôn hơn, theo ý nghĩa khá riêng tư và tựa như một bản tình ca. Đó là lý do vì sao họ đã đổi lại phần lyric để phù hợp với mục đích ban đầu, một bài hát thắp lên hy vọng trong mùa đại dịch. Trưởng nhóm A&R của Big Hit Music cũng giải thích thêm về quá trình truyền tải thông điệp của bài hát này khi có sự thay đổi về lyric. Trong quá trình củng cố thông điệp mà ca khúc muốn phản ánh, cũng như trong lúc dịch nghĩa chúng ra thành lời nhạc, nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, người nghe có thể diễn giải ra một hình ảnh hoàn toàn khác. Vậy nên đôi lúc chúng tôi phải đưa ra một cốt truyện giả định càng cụ thể càng tốt để việc truyền tải ý nghĩa được rành mạch và rõ ràng hơn. Mặt khác, bản gốc Permission to Dance cũng chỉ dành cho một ca sĩ hát, do đó họ đã phải điều chỉnh lại để ca khúc phù hợp với cả 7 thành viên. Cả Ed Sheeran và producer Steve Mark đã làm việc cùng nhau để làm sao cho từng part của ca khúc này sẽ nêu bật được phẩm chất của từng thành viên nhất, đồng thời tạo thành một khối liên kết hoàn chỉnh để người nghe có thể cảm nhận được điều mà họ muốn gửi gắm. Tủi thân thay cho nhóm nữ nhạc Coop phải lên show sống còn để xác nhận nhóm đã tan rã sau 6 năm trong nước mắt. Yujin của CLC là một trong những thí sinh được quan tâm nhất tại show sống còn mới của Mnet Girl Planet 999. Vốn nằm trong đội hình nhóm nhạc được đánh giá là có thực lực và sở hữu một số ca khúc ấn tượng sau 6 năm hoạt động, Yujin vẫn phải đến show cứu vớt thần tượng. Lý do là vì CLC không thể nào vụt lên thành công như thế hệ đàn chị 4minute hay đàn em G-Idol. Đến hiện tại, có thể thấy ngay cả công ty chủ quản là Coop cũng bỏ rơi CLC. Trong tập phát sóng mới nhất của Girl Planet 999, Yujin đã chia sẻ về tình hình nhóm nhạc của mình. Cô rơm rớm nước mắt mà thông báo rằng nhóm đã tan rã. Công ty đã nói rằng CLC sẽ bị sa thải. Tôi đã làm việc hết sức mình cho CLC. Tôi muốn được tiếp tục được hát và được thể hiện sức hấp dẫn của bản thân với những người theo dõi tôi. CLC là nhóm nữ debut vào năm 2015, được đặt rất nhiều kỳ vọng sau thành công của nhóm nữ tiền bối 4minute. Nhóm có thành công muộn màng sau khi phát hành Black Dress, nhưng chừng đó là chưa đủ để nhóm đạt được hào quang thực sự và mang về lợi nhuận cho công ty. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.